Ồ đúng rồi, lần đầu tiên chị thấy ma luôn á. Trời ơi, là cái đó là lần đầu tiên trong đời chị luôn. Cái lần đầu tiên trong cuộc đời. Xả tóc xuống, mặc bộ đồ trắng. Trời ơi bá xỉu luôn. Dì Hai đẹp gái quá vậy, cái hỏi ai đâu con. Cái cô đứng kế bên dì Hai á, mặc áo sơ mi trắng. Ui, bạn dì Hai là ai đâu? Ủa sao con thấy cái cô mà áo sơ mi trắng mà đứng kế bên dì Hai mà ngó dì Hai hỏi đẹp hay xấu? Đẹp lắm đó nha, tóc dài. Cái chị hỏi cái ông cà phê á, đối diện công ty á, tự ổng là chủ đất ngay đó luôn mà. Cái ông nói trời ơi thì nguyên gia đình nó 4 người chết ở trong đó đó. Vậy là có một thiếu nữ trẻ, một thiếu nữ, một em bé. Em bé là cái dòng mà chạy vòng vòng. Ờ, chạy vòng vòng với lại một cái người mà quặt tóc xuống, tóc dài đó, mặc nguyên bộ đồ trắng luôn. Chị cũng chia sẻ chân thật là chị nay là chị tên Cẩm, chị ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị năm nay thì chị 47 tuổi rồi. Hiện tại là chị đi làm công nhân may. Thì nếu mà chị không có nói là thời gian bây giờ, nhưng mà thời gian khoảng mấy năm về trước á, chị làm ở công ty may. Công ty may thì ăn sản phẩm. Em biết là sản phẩm là mình đi không có giờ giấc, mình về cũng không có giờ giấc. Tại vì chị có hàng. Nói chung là chị cũng được là quản lý thương á, giao hàng cho nhiều để mình làm mình có cái thu nhập nhiều. Cho nên là khuya mới 5 giờ mấy là chị vô trong công ty chị mai rồi. Mà cái công ty á thì rất là linh, có nhiều người mất ở trong đó. Có thể là nguyên một gia đình người ta mất ở trong đó. Cái xong rồi vẫn nghe kể, mà vẫn nghe mọi người ở trong công ty vẫn kể là vẫn thấy. Nhưng mà chị thì chị chưa có thấy. Cái bữa đó chị vô sớm có làm cũng được thời gian. Cái sao tự nhiên đang ngồi mai á, cái nghe lạnh hết rồi từ ngoài sau á, sao lạnh hết rần lên vậy nè. Rồi nổi ốc hết tay chân, rồi bắt đầu chị mới nhớ lại là người ta đã kể chuyện có trong đây rồi. Cái chị mới giái rồi vậy thôi. Có những cái vong linh, có vong linh là ma trong công ty. Ma, nói thẳng là có ma luôn. Nói thẳng là có ma. Cái chị mới giái, chị mới nói giờ con cũng giái ông bà khuất mặt ở trong công ty. Thì con cũng vô công ty con làm kiếm tiền rồi về con lo trang trải cho gia đình cuộc sống, chứ con cũng biết giờ này giờ nghỉ ngơi của ông bà, con cũng không có chọc phá gì hết. Thôi giờ hả, con cũng mang cà phê đá hay là nước đá, giờ con cũng mời ông bà, thì chị để ngay tại bằng máy may chị luôn. Con mời ông bà uống với con rồi phù hộ cho con mạnh tay khỏe chân để con mai con kiếm tiền, chứ đừng có làm cho con sợ nữa. Thì chị gái là khoảng cỡ 5 phút sau á là bắt đầu lặn hết tay chân chị, hết nổi ốc, mà cái về sau gái là hết lạnh luôn, là mồ hôi nó túm là trở lại. Là giờ đó là cũng gần 6 giờ rồi đó, mà chị bị 2 lần là coi như chị gái 2 lần là từ đó tới sau là sẽ hết luôn. Mà trong công ty đó là 4 người chết ở trong đó, nguyên gia đình ta. Mà bảo vệ mà tối xuống ngủ á, bảo vệ lớn con lắm, xuống ngủ là bị đuổi đi ra ngoài. Sáng là bảo vệ nói cho công nhân nghe luôn. Mà khoảng 2-3 giờ chiều nha, là có con thuyền trưởng á, cái nó kêu mọi người, nó nói 2-3 giờ sao tôi thấy nít nó chạy vòng vòng trong đây. Cái vụ này mới nổi da gà nè, nít chạy vòng vòng trong đây. Mà là cái mấy cái đó mình đâu có giấu được. Mình mà người này người kia mình nói chuyện miệng nhau nghe mà. Nhưng mà chỉ có là ở trên ban giám đốc là không biết thôi, tự vì ban giám đốc không có tin đâu. Người Hàn không tin, người ta đạo Tin Lành không tin. Chị bị liên tục 2 ngày, bảo vệ đó cũng bị. Rồi cái chị làm tập vụ người Bắc cũng bị. Làm tập vụ người Bắc tức là lúc nào cũng vô sớm dọn quét để xong mới công nhân mới vô làm việc. Vô là gặp xả tóc xuống, mặc bộ đồ trắng. Trời ơi bả xỉu luôn. Cái đó là nè, cái đó là bả xỉu luôn. Đó là bả thấy, còn chị không thấy, chị chỉ lạnh thôi. Chị lạnh chứ chị không thấy, còn bả là bả thấy. Bả ra mặt mày túa rồi, cái bả xin ở trên văn phòng, bả nói mai mốt cho tôi đi trễ một tí, đừng cho tôi đi sớm nữa, tôi thấy ma rồi. Là thấy xả tóc mà quặt cái đầu xuống nha, quặt cái đầu xuống vậy nè. Bả không có thấy mặt, mà theo người ta nghĩ cái đó không biết ma đâu, quỷ thôi. Tự vì xả xuống vậy, tóc nó dài muốn vệt đất luôn, mà mặc nguyên bộ đồ trắng vậy nè. Bả thấy 2 lần đó là bả xin công ty là cho bả đi trễ, mốt thà cho tao đi trễ mà tao về trễ, tại làm tập vụ tao không tăng ca, cho tao đi trễ 1 tiếng, chiều tao về trễ 1 tiếng là văn phòng hiểu á. Cho tức là đi sớm khoảng 4-5 giờ sáng. 5 giờ là sẽ gặp. Sau 5 giờ 6 giờ thì 6 giờ công nhân vô rồi thì không gặp, công nhân vô đông rồi đâu có gặp nữa. Ừ, rồi cái lúc mà người ta đi về hết á, tối chị ở lại chị Mai á. Chị Mai là cỡ lúc đó là cỡ gần 12 giờ rồi, là cháu chị nó mới gọi điện Zalo, nó hỏi là dì Hai về chưa. Cái nói dì Hai chưa về con, hàng còn nhiều quá. Nói mẹ con la, mẹ con kêu dì Hai về nghỉ đi, làm tăng ca hết ngày này qua ngày nọ dì Hai bết. Mẹ con la dì Hai vậy á. Ủa sao công ty gì dì Hai có bạn dì Hai đẹp gái quá vậy? Cái hỏi ai đâu con. Cái cô đứng kế bên dì Hai á, mặc áo sơ mi trắng. Ui, nó còn hỏi nó tả sao? Trời ơi, cái tướng hả, ốm hơn dì Hai, tóc dài, áo sơ mi trắng, đẹp gái lắm. Khúc đó chị về chị mới sợ, chứ hồi nó kể chị nghĩ có ai đâu. Là cháu của chị đi góp chị hả? Cháu chị nó nhìn vô màn hình điện thoại nó thấy mà chị không thấy. Đó, là nhỏ cháu nó gọi nó nói dì Hai ơi mẹ con la, mẹ con kêu gọi điện như dì Hai về kìa. 12 giờ mà dì Hai chưa về. Cái nói là dì Hai ráng mai ba hàng này để xong nữa giao cho người ta, chứ mình là làm không có ra sản lượng, mốt ai giao cho mình nữa. Đó là vậy á, là nhỏ cháu là nó thấy nhìn vô Zalo rồi nó thấy. Gọi Zalo trực tiếp nó thấy. Phụ nữ trên cái camera luôn. Đúng rồi, nó nói ôi bạn dì Hai đẹp gái quá à. Nói ai đâu có mình dì Hai ngồi mai. Trời ơi, bả mặc áo sơ mi trắng, bả tóc bả dài, bả đẹp ghê luôn á. Khúc đó là chị mới sợ. Tự vì mình xung quanh không có mình chị hả? Toàn bộ xưởng tắt đèn hết, chưa có một bóng đèn ngay cái trên đầu chị Mai thôi. Với lại một bóng đèn mấy Mai. Chị không có đi ra khỏi xưởng sao giờ buổi trưa mà? 12 giờ tối mà. Ủa 12 giờ tối. Chị ở chị làm có khi gần 1 giờ chị mới về. Cả đêm hả chị? Không, chị ở chị làm suốt, ăn sản phẩm đó. Dạ. Ý là mình ráng mai cho hết một mã đó để mình đi về. Rồi ngày mai lên mã mới rồi mình nhận mình mai luôn. Là mình gọi là mình cố làm đó. Mình cố làm ăn sản phẩm, mình cố làm đó. Giờ mà chị còn nhớ tới cảnh tượng mà chị làm cỡ đó là chị còn cảm giác chị sợ á. Chưa ai làm qua vậy á. Còn cái việc của chị hồi nãy nói á, mà chị 2 lần từng cúng cà phê liền hết. Thì những cái biểu hiện mà của chị giống như là một cái vong đang đứng sát chị á. Thì mấy cái việc này đó thì những cái đồng nghiệp của chị làm trong đó đứng kế bên, là chị có từng chia sẻ hoặc là người ta từng thấy cái cảnh của chị gì không? Người ta là thấy rõ là hiện là con nít. Con nít là cỡ 2-3 giờ là anh chạy lộn xạ ở trong xưởng á, là người ta thấy. Còn chị không thấy, chị lạnh, chị nghĩ là có người đứng vào sau lưng, là chị gái. Cái miệng chị làm thầm chị gái, chị nói giờ không biết ông bà cô bác hay là em út gì ở đây khuất mặt nơi ăn chốn ở đất đai ở trong công ty này. Bây giờ con cũng không mạo phạm, con cũng không phá rối ai giờ nghĩ hết, tại vì con cố gắng con làm để con kiếm thêm tiền. Con về nhà vậy đó, con làm như vậy á, con cố gắng con làm. Tại nhà con của con nó cũng học tới nơi rồi, học lớp cao rồi, giờ con ráng con làm để con lo cho con ở nhà con còn 2 bà dì lớn tuổi nữa. Mình có sao mình nói vậy à. Thì mình gái vậy mà cỡ 5 phút sau nha là mới lạnh nha. Chúng thôi nó lạnh hoài ót rồi, lạnh lên tới trên đầu luôn á. Cái đó cũng giống như là biểu hiện cái dòng đang đứng. Cái dòng đứng sau lưng á, tưởng tượng nó dòng đứng sau lưng mà gặp ngay cái sau lưng là đường lên cầu thang là nhiều người, người ta đã thấy. Người ta đã nói, cái đó người ta đâu có giấu đâu. Chị vừa nãy nói trong cái công ty làm là có gia đình mà của ông chủ đó ngày xưa nghe nói là có 4 người mất luôn á. Chị biết là nam nữ như thế nào không? Cái đó là chị không biết, nhưng mà cái ông mà bán cà phê đối diện công ty á, thì ông cũng rành, ông còn nói rõ gia đình tên người đó luôn mà giờ chị không nhớ. Ông nói là 4 người chết ở trong đó đó, nguyên gia đình ta. Theo như chị nãy giờ kể lại á, thì em biết được là 3 người, là 1 người là phụ nữ tóc dài mà quặp cái đầu xuống, quặp cái đầu xuống vậy nè, một cái đứa trẻ nè, rồi một cái vong linh, một người phụ nữ mà nó trắng đẹp. Đúng rồi em nói chị mới nhớ 3 người đó rồi còn người già nữa. Người ta nói là còn người già nữa. Trời ơi, nghe chị kể không mà mua ở đây gỡ cục luôn á. Chị còn rợn, đừng nói em. Mà chị 4 người đó là người thân trong công ty đó hả chị? Không, nguyên gia đình của người ta ngày xưa là ở trong công ty đó đó. À, nguyên gia đình luôn. À, tức là gia đình đó là cũng vào công ty để làm mưa thuê thôi hả chị? Cái chủ trước á, nghe nói là chủ trước á. À. Gia đình là chủ trước hay sao á? Không biết sao mà ta mất ở trong công ty luôn. Cho nên cái nguyên nhân này rồi em không biết á, là do mắc á, là đại dịch mắc hay là mắc trước thời điểm đó nữa hay chị? Trước thời điểm đó lâu rồi mà, mấy năm rồi. À. Dịch thì mới đây thôi. Đó là chị làm là mấy năm rồi. Dạ. Đó rồi đó xong ha. Rồi cái bắt đầu chị cúng như vậy là hết. Bắt đầu từ đó tới sau chị làm là im xuôi. Mà mặt tình ví dụ như á, giám đốc cũng thấy cũng không cho chị, ý là không cho làm quá giờ, sợ nguy hiểm. chập điện hay là gặp cảnh này cảnh kia. Rồi mà cái ông mà quản gia trong công ty á, thì cũng nói là nói chung trong công ty á, thì không có kêu chị là Cẩm nhưng mà kêu là con cài. Tự vì ông quản gia ông nói người ta về sớm là 4 giờ rưỡi, mà bây giờ nếu mà con về sớm thì con về 10 giờ đi nha con đừng ở lâu phi quá không được, một mình con không tốt. Mình thì mình tham công tiếc việc, mình ráng mình cố gắng mình làm có tiền mà ai không mê. Đúng rồi. Đó là cái nói dạ bữa nay con nghe lời bố. Thì ổng 10 giờ ổng đi ra cửa, ổng nói về với bố nha con. Dạ. Thì ra cũng chuẩn bị đẩy xe ra, rồi ông bố đó ông ra ông đẩy xe ra, cái ổng lên xe ổng chạy, cái chị quay vô công ty, chị nói với bảo vệ anh Bảy mở cửa cho em vô mai tiếp. Cái ông bảo vệ em nói em cũng lại chị luôn á, không ai giống chị, làm tiếp. Đó, làm tiếp là như vậy đó. Xong rồi cái rồi xong một cuộc hành trình ở bên công ty đó, cũng công ty đó nhưng mà mở rộng ra, làm phát triển, mở rộng ra, thuê cái mặt bằng chỗ khác. Thuê mặt bằng chỗ khác thì di dời thì công nhân qua chỗ mới, mà ngay cái chỗ mới này còn độc hơn là cái chỗ cũ. Tự vì cái chỗ mới này chị nhìn thấy ma tận, đích thân chị thấy ma thật sự. Chị 40 mấy tuổi đầu chị mới lần đầu tiên chị gặp ma. Nào giờ chỉ có biểu hiện lạnh hay là giỡn tóc gái hay là nó có biểu hiện là ngay đó có ma, phải không? Nhưng mà bữa nay là chị thấy chính xác tận mắt chị. Giờ đó là khoảng 8 giờ mấy 8 giờ 40. Chị đang làm thì sao chị? Giờ đó chị làm là 8 giờ rưỡi ở bên công ty này, thì giờ nó nghiêm khắc hơn bên kia, nó không có cho ở lại quá giờ. Tự vì bảo vệ bên đây nghiêm hơn. Cái 8 giờ rưỡi bấm chuông ha, cái chị đi ra vòng qua cái xe, đặng mình máng cái bịch mình lên xe chuẩn bị đi toilet mình về. Làm suốt cắm đầu làm, không có nhớ tới đi toilet. Xong rồi công ty mới dời qua chưa có bắt đèn bên giả toilet. Rồi mớ thanh niên nó ngồi trước vậy nào, ngồi giải hành lang nó hút thuốc, nó nghỉ mệt hút thuốc. Cái chị bước vô toilet định đi toilet rồi đặng về. Bước vô thấy cái anh đó ở trần mặc quần tây màu kem. Đừng có ai nói mà tối mà tại sao mà biết màu kem nha, nó hơi mập mờ chứ đâu có tối mấy đâu. Mà chị cái chân mà chị bước vô, chị bước vô xong chị thấy ảnh nó quay ra thì chị dậu ra là chị không nghĩ ảnh ma đâu. Chị nghĩ, chị còn nói vậy nè, chị mạnh miệng nha, chị nói quỷ nào đi toilet mà không đóng cửa. Chị nói vậy luôn, chị nói vậy luôn á. Ảnh mình cái thoáng của mình á là mình thấy ảnh quay mặt ra nhưng mà mình không thấy mặt nha, không thấy mặt, chỉ là thấy tướng thôi. Cái xong cái gì đi ra, cái chị ra chị nói cái giải này, chị nói ai mà vô duyên ghê đi toilet mà không chịu đóng cửa. Cái mấy thằng đó nó nói ủa tụi em ngồi đây đủ hết có thằng nào đâu chị. Cái xong cái phòng thứ hai là anh đó đi ra. Cái anh kia nha, anh là người á, ảnh đi ra mà chị tưởng ảnh đi phòng số 1, ảnh mặc áo sơ mi màu xanh, áo công nhân. Cái anh đi ra cái chị la ảnh đi, ảnh cũng hiền. Cái chị nói trời anh Hùng ơi đi toilet không đóng cửa đây có nữ mà. Cái ảnh cũng thiệt tình, ảnh tưởng mình nói ảnh thiệt. Ảnh nói có gì đâu, tôi thui ai thấy đâu mà đóng cửa làm chi. Cái chị mới nói đây nữ rồi thiếu gì, em định vô em dội anh em thấy ra rồi em thấy anh cái em đi ra. Cái nói ủa vậy hả. Cái nhìn ổng là hỏi anh Hùng đi phòng số mấy, ổng nói tôi đi phòng số 2. Ủa giờ số 1 ai đi, đâu biết đâu, ai đâu, tụi nó một tí đâu ngồi đi đủ hết ai đi. Rồi bắt đầu mới biết ha, cái nói cái thằng đó mới nói để em gọi đèn pin vô, em chị vô toilet coi ai. Thì mở toilet lên thì không có ai hết, cái cửa mở trống lóc luôn. Lúc đó chị sợ rồi, lúc đó chị sợ. Cái tí nó nói rồi chị ơi chị gặp rồi đó. Cái xong cái đi ra cái anh quản đốc anh hỏi gì, anh quản đốc anh người Quảng Nam, anh hỏi gì ạ? Cái gì mà chị em đi láo nháo. Cái nói em mới thấy ma nè anh tới. Cái ông nói mi tào lao mi ơi, tại vì nói chung là ổng cũng do bộ la, ổng sợ công nhân nó hoảng loạn. Ổng nói mi đừng nói tào lao mắc cỡ mà có. Cái chị bực tức lên, chị nói em từ xưa giờ em làm với anh mấy năm, anh thấy em có nói một câu chuyện gì mà xạo với anh chưa, anh nói vậy là em giận á. Cái ổng hiểu rồi, ổng nói thôi không có gì đâu. Rồi cái qua ngày mai là ổng cho người vô bắt điện hết cái giải đó. Cái tối về chị kể với chồng chị, mới chồng chị anh cũng biết là có, nhưng mà ảnh cũng vẫn nói như anh cái quan đốc, anh nói coi chừng cái xưởng mới giờ về thấy bà chớp bà nhán mà nói em thấy rõ đàng hoàng, anh đừng nói vậy nha, em mới là ông quản đốc rồi giờ tới anh. Nhưng mà sáng thì anh vô anh kể, sáng thì anh đi họp với sếp á, sáng nào ông họp xong rồi xuống bổ nhiệm cho mấy lính mấy thợ máy, ảnh nay tụi em sửa mấy này rồi đó. Cái anh mới nói, anh mới nói tối chị Cẩm mày thấy vậy á, cái thằng thợ máy á, lính của ảnh là nó nói chị chưa kể nó nghe, là nó nói chị Cẩm nói gì đúng rồi anh Tùng. Hồi đó ông đó làm chung với em nè, lúc này cái là cái xưởng cũ ông làm chung với em nè. Trời nóng nực ông không bao giờ mặc áo được hết, ông mặc quần tây, ông ở trần, ông bị mái đè ông chết. Vậy gan vậy luôn. Y chang luôn. Mà cái xưởng mới về qua thì chị đâu có biết anh đó đâu. Mà tướng anh đó trung trung người, không có cao nha. Không có cao nha. Không có cao. Rồi cái bắt đầu á, rồi bắt đầu cái mấy thợ máy, mỗi đứa mà tới máy này mấy kia truyền nhau nói là thấy như vậy đó. Rồi cái bắt đầu á, chị mới khuya á, 5 giờ mấy á, chị mới lén vô công ty. Chị mua một ly cà phê đá với một điếu thuốc. Mà chị để ngay cái ba ga xe đạp mà để kế bên cái phòng. Chị để kế bên cái phòng á, cái phòng toilet đầu tiên á, hồi tối chị thấy á. Lúc mà chị gặp cái phòng toilet đó đó ha. Đầu tiên á, sáng mai chị lén vô, tự vì giám đốc không có tin tưởng, không có cho cúng kiến. Chị lén vô, chị cúng với chị nói hồi tối này á, tôi định, có sao mình nói vậy à, tôi định đi vệ sinh, tôi đi về. Mà tôi thấy ai đi trong đây á, cũng là khuất mặt khuất mày tôi biết á, nhưng mà nếu mà giờ có hiển linh á thì uống một ly cà phê đá, hút một điếu thuốc với tôi, rồi phù hộ với tôi đi, đừng cho tôi thấy nữa nha, đừng tôi làm tôi kiếm tiền chứ cho tôi thấy tôi không có, không dám làm đâu, tôi sợ lắm à. Em tin không, từ đó tới sau là chị không thấy anh đó nữa. Nhưng mà có một cái, có điều mặt không thấy nhưng mà cái tâm mình vẫn biết. Tự vì cái phòng bảo trì á, cái phòng bảo trì á là hồi trước của anh đó chết á, là hiện tại bây giờ là cái tổ cắt. Thì mình vẫn đi ngang cái tổ cắt. Mỗi lần đi ngang tổ cắt là lạnh người, rợn tóc gái, là lạnh hết người. Nhưng mà khi bước qua tới đó là hết. Tự vì anh đó, anh còn ở đó. Vậy là chứng tỏ là cái người anh nó vẫn còn ở đó. Còn ở đó. Tại cái linh cảm của chị, linh cảm chị đoán được. Cái linh cảm chị ở đó. Nhưng mà nhiều người ta vẫn nói thì ngày xưa anh mất ngay đó, thì bây giờ anh còn ngay đó chứ anh đi đâu. Có thể cái hồn ảnh chưa có về nhà luôn. Dạ, nếu chưa về nhà mình mới gặp được. Ồ đúng rồi, lần đầu tiên chị thấy ma luôn á. Trời ơi, là cái đó là lần đầu tiên trong đời chị luôn. Cái lần đầu tiên trong cuộc đời thấy ma, tự vì nào giờ nghe kể thôi, với lại hay là có biểu hiện lạnh này, hay là rợn người rồi này kia thôi. Còn này là mình đầu tiên mình thấy ha. Mình bước vô mình thấy ảnh, quay ra vậy nè, là mình dậu ra, mình lịch sự mình thấy ai đi mà cái mình phải ra chứ không lẽ mình vô. Đó mình ra, đã vậy mà chị còn la lên nữa, chị nói: "Quỷ sứ, đi sao không đóng cửa?" Hai ta vậy đó. Thì chị nghĩ bạn bè công ty chứ chị đâu có nghĩ là ma đâu. Nếu nghĩ là ma sao dám. Nó hiện là giống như người thiệt luôn. Y như người thiệt luôn, chị nói em là mặc quần tây ở trần luôn. Mà chị cứ nghĩ là cái thằng, mới lúc đầu chị cứ nghĩ là cái thằng truyền trưởng của tổ 4 thôi. Chị còn nghĩ, chị còn bám sát, chị nói này vô duyên quá đi mà không chịu đóng cửa. Đó, chị tự vì cái tướng y chang như người đó, trung trung người mà ở trần mặc quần tây. Đó là lần đầu tiên là 40 mấy tuổi đầu mà gặp, đó là gặp ma đó. Cuối cùng thì chị hỏi ra thì đúng là sự thật. Rồi sau khi chị gặp đó thì chị có chia sẻ cho mấy anh chị em công nhân chung đó để biết cái câu chuyện về chị gặp đó không? Và có ai mà từng gặp giống như chị không á chị? Cái đó là chị chưa chia sẻ, là cái thằng thợ máy nó đã đi chia sẻ rồi. Tự vì nó tới máy người ta, nó sửa, nó kể, nó nói hồi tối chị Cẩm gặp vậy. Là có sự thật, tại vì ông đó hồi đó làm chung với tôi. Cái này là công ty cũ, là công ty đó người ta bỏ rồi, giờ người công ty của mình về thuê. Đó là vậy. Cái mấy người kia là lợn hỏi chị, cái hỏi bà thấy sao, bà kể tôi nghe cho bà Cẩm. Cái mình kể nghe cái trời ơi gì thấy ghê, cái tôi nghĩ quá gì ớn. Chị nói gì ghê gì ớn, ta người khuất mặt khuất mày, nếu người ta cho mình thấy vậy mình giái người ta. Người ta cũng đâu có hại mình gì đâu, mình khấn giái người ta. Y như người ta nghĩ là người ta báo cho mình biết người ta đang có mặt ở đây, thì giờ mình giái người ta ăn tiếng cho bình thường thôi. Người ta cũng như mình như người ta. Ví dụ mình không chọc người ta cũng không chọc mình. Mình không phá người ta cũng không phá mình. Đó là theo cái sự hiểu biết của mình vậy. Thì mình chị khấn giái tới giờ. Nhiều lúc chị còn muốn rắn mắt, chị nói giờ trong gặp anh đó lần nữa mà không gặp. Trời ơi, chị cũng gan á, rồi gặp nữa. Đúng. Dạ. Tự anh đó rất linh luôn thiệt. Giái anh có lần về anh phải gặp. Chị vẫn còn làm trong công ty đó. Chị nghĩ rồi. Nghĩ rồi. Ừ. Mà có lúc trước có một chuyện vậy nữa nè. Có chị ngồi mai á, chị ngồi mai chị đạp máy có một chân thôi, còn một chân thì chị gác ở cái thanh máy trước á. Công nhân thì hay gác trên máy trước. Cái gì nè, cái tay á, có một cái dấu tay vậy nè, cứ khều khều cái ngón chân của chị. Khều khều mà khều giỡn, không đau nha, hơi nhột nhột mà hơi nhói. Cái bắt đầu chị nói không giỡn nữa nha, để làm đi, hàng nhiều lắm rồi nha. Đó là lúc là giỡn vậy. Còn có lúc mà cứ 3 giờ bắt đầu là ngáp nha, ngáp nước mắt lên chảy, ngáp suốt là 4 giờ rưỡi luôn, rồi mới ra mua ly cà phê vô để đó giái cúng cày hết ngáp à. Và cái công ty thì nghe chị kể đó, và ai trong công ty đó cũng đều biết về đúng cái người âm xuất hiện như thế. Rồi như vậy thì làm ban đêm có tăng ca không chị? Có, vẫn tăng ca nhưng mà người ta tăng có 3 tiếng à, là người ta về. Còn riêng cá nhân chị thì chị ở suốt luôn. Mỗi lần mà hô công ty mà có sự tăng ca đó, rồi những người dân đến làm đó là người ta sợ không? Nghe tối người ta muốn đi toilet, người ta rủ nhau đi, người ta không dám đi một mình. À, kéo nhau đi ha. Người ta rủ như 2-3 người rồi đi chung về chờ vô chung vậy đó, người ta không dám đi mình. Và cái công ty đó làm đông không chị? Đông chứ, lúc đó cũng khoảng hơn 200 người. Còn khi mà dời qua công ty mới mà chị gặp ma là cũng là hơn 300 rồi, gần 400 á. 400 công nhân. Gần 400 công nhân rồi. Đông. Công ty cũ mà có 4 người mắc đó thì bây giờ vẫn còn hoạt động bình thường không? Còn hoạt động bình thường. Còn hoạt động bình thường á. Mà người ta còn làm, người ta càng phát triển nữa đó. Càng phát triển. Càng phát triển nữa đó, công ty mở rộng ra nữa mà. Với lý do gì mà chị đi đổi công ty khác hay là do gặp những cái vấn đề tâm linh đó chị? Không, về tâm linh thì chị không có sợ đâu, tại vì lúc đó hai bà dì chị bệnh nè, rồi chị phải xin thì chị nghỉ nhà lo hai bà dì, rồi nghỉ nhà rồi tạm thời bán và mua vịt, rồi hết vịt rồi chị đi mai trở lại. Đó là vậy. Và hiện giờ thì chị về nhà là mình làm với công việc gì mỗi ngày? Thì chị cũng đi mai bình thường qua công ty ở gần nhà, để có gì mà tiện bề, có gì ở nhà mà gọi điện với chị chạy về nó nhanh hơn. Còn chị làm bên công ty kia thì nó xa. Với lại cái thứ nhất, cái thứ hai là nó khó xin nghỉ. Nó khó xin nghỉ lắm. Còn công ty thì tư nhân ở gần đây thì chạy về lúc nào cũng được. Ví dụ nhà bệnh hay là hai bà già này, già mà bệnh đau hay đi té này kia là bắt đầu gọi là chị về liền. Đó vậy đó. Và trong cái công ty như vậy mà cái công ty mà chị nói là có 4 người mất đó đó, rồi thường hiện cho những người này người kia thấy. Và từ trước tới giờ thì họ có làm hại một ai chưa chị, hay là chỉ thấy như vậy? Chưa, chị thấy giỡn thôi, cái đó là nghĩ là giỡn, nhưng người ta hiện ra cho biết là người ta còn ở đó, còn ở công ty. Chứ không có phá ai hết á. Cái câu chuyện này thì em liên kết tới một cái câu chuyện mà chị cũng đã kể qua cho em với anh Cao Hớn. Nghe là một người cô muốn gìn giữ cái căn nhà hả chị? Cho nên không ai đến ở được. Đúng rồi. Lúc nào cũng bị giật giò hết, và kêu đi hết. Đúng rồi, mà người ta không phá ai. Không phá ai hết. Đúng rồi. Đó, người ta muốn gìn giữ cái tài sản của người ta. Cho nên 4 người này cũng hiện ra cho các công nhân đều thấy. Đúng rồi, cho thấy. Quá linh nè. Và cái đó là người ta không đuổi không gì hết, chỉ hiện ra cho thấy là có sự hiện diện của người ta còn ở trong đó. Bảo vệ cũng thấy, công nhân mai cũng thấy, lao công cũng thấy, truyền trưởng cũng thấy, vậy là đủ hết kết quả rồi. Chị nói thiệt, nếu như mà chị chia sẻ câu chuyện này, nếu như mà ai không tin á, thì chị còn ở đây, chị còn địa chỉ ra, chị còn số điện thoại, nếu có cần thiết thì chị dẫn tới công ty luôn. Tự vì cái thằng thợ máy vẫn còn làm công ty, thằng thợ máy vẫn, mà cái truyền trưởng vẫn còn làm luôn, đúng không? Đó, vẫn còn làm. Thì không, nhưng mà ý mình hiểu, như có khán giả mà suy nghĩ trái chiều á, sẽ nói là mình có nói mô phỏng lớn quá không là không, nhưng mà đó là có thực sự. Về cái chuyện tâm linh mình không có dám nói bậy được, cái đó nói thiệt. Thật ra thì em với anh Đồng như quay tâm linh là nghe và cũng cảm nhận được những cái lời chân thật của chị chia sẻ. Mấy em cảm thấy chân thật thì mấy em mới quay lên chị cho bà con cô bác nghe. Còn nếu mà cảm thấy em mà có linh cảm hoặc là có cảm nhận về chị mà kể, cũng như là nó dốc nó láo đâu là mình quen chi hết chị, hiểu mà, để mình có tội thêm nữa. Với cái thứ nhất, cái thứ hai là cái chuyện tâm linh mình không có đem ra đùa giỡn được. Đó là mình có sao nói vậy. Ví dụ mình ở ngoài mình nói chuyện mình giỡn cái gì thì mình giỡn, mà cái chuyện mà tâm linh mà đã mình đưa lên trên cộng đồng mạng rồi là không có nói bậy được. Nhiều lúc cái người khuất mặt khuất mày mình cũng đâu biết, nhiều lúc người ta hiện tiền ở tại chỗ này, nhiều lúc mình nói sai người ta sẽ không vừa lòng, có lẽ người ta sẽ làm gì mình sao, đúng không? Cái đó là sự thật. Nếu như mình đã có cái phần người âm đi theo rồi thì người ta đã biết mình đây là có thiệt lòng hay là không, có chân thật hay là không. Cái đó là mình chia sẻ, đó là chia sẻ rất là thật tình, từ ở trong nhà hoặc là tới công ty, có sao mình cứ chia sẻ như vậy. Cái công ty cũ của chị á, khi mà xảy ra như vậy thì những người quản lý á, người ta cũng đã biết, và có ai lập ra mấy cái chỗ để thờ cho người không không không, không. Tự vì á, công ty là giám đốc của Hàn Quốc, người ta là bên đạo Tin Lành, đặc biệt người ta không cho cúng kiến gì hết. Nếu mà ví dụ truyền trưởng hay là ai thấy cái gì đó, ta muốn cái gì đó thì tự lén lút cúng kiến, làm gì làm. À, là người Việt của mình cúng thôi. Đúng. Chứ ông chủ là không có đứng ra cúng. Đúng. Đặc biệt nha, ông chủ không có cúng đâu. Dạ. Bên đạo đó người ta đâu có cúng gì đâu. Đúng rồi, đạo Tin Lành mà. Tin Lành không có cúng. Không cúng. Nhưng mà những người nào thấy thì đều mua lại tự mình nên mình lén lén. Rồi có lúc chị nghĩ là giám đốc cũng biết á, nhưng mà người ta có thể người ta không nói ra, người ta sợ công nhân bị hoảng loạn này kia. Tự nhiên công nhân đi về hết mà chị làm 12 giờ mấy rồi, mà bữa đó có một mình giám đốc ở lại, là gần cuối tháng là giám đốc phải tính lương cho công nhân. Rồi cái giám đốc mới ra mới nói, ảnh nói tiếng Hàn nhưng mà nó tiếng Việt mình cũng rành rồi, ảnh vô lâu mới nói là em ở đây một mình không có được, em tắt máy em đi về à? Nói dạ sếp để em mai hết nè về. Không có được, em tắt em đi về liền, một mình không có được. Ảnh nói cái câu, ảnh nhấn mạnh không có được là mình cũng đủ hiểu rồi. Nói cái câu đó không đúng rồi. Cái anh nó đã hiểu và không muốn cho chị ra đây để gặp những cái vong linh đó. Đúng rồi, nhưng mà người ta không tin, không cúng thôi, nhưng mà ta vẫn biết có. Người ta vẫn biết có. Chứ nghĩ sao mà ảnh nói em ở đây một mình không có được. Em ở đây một mình không có được, em phải đi về. Nhấn mạnh cái câu đó với chị. Sáng em vào em làm. Rồi chị lì, chị dẫn mai cái anh lại anh tắt máy, anh mới kêu em đi về. Anh không cái mà làm. Chị hồi nãy chị nói mà em tự nhiên gỡ cục là cái chỗ mà nói chuyện qua điện thoại Zalo mà người cháu của chị đã thấy được cái vong linh của cái nhỏ cháu chị đó, là hai mẹ con nó ở quận 2 á. Ở quận 2 cái nó gọi điện thường tại vì mẹ nó cũng hay la, nói dì hai làm quá rồi cài quá, làm ngày này rồi còn phải ngày sau nữa, đâu phải làm ngày nay nghỉ đâu. Rồi gọi điện cho dì hai, cái gọi điện xong rồi ủa dì hai sao về hết trơn, có mình dì hai với bạn dì hai vậy. Hỏi bạn đâu con? Đó, cái cô mà cái cô đẹp đẹp mà áo sơ mi trắng, hỏi tóc làm sao con? Tóc dài đẹp lắm. Rồi bắt đầu mình mới sợ rồi đó. Mình cũng sợ rồi, khúc đó là sáng chị bước vô trong chuyện, chị tưởng tượng hồi tối nó nói cái câu đó chị nghe chị sợ ghê luôn á. Rồi lúc mà người cháu của chị mà nói ra cái câu đó, rồi chị có sắp xếp thu xếp để mình đi về sớm không, hay là mình ở lại mình không, làm cái lúc ở tại chỗ đó nó không có nói, mà về nhà nó mới nói. À, về nhà mới nói nha. Ôi, tại vì cái nó nói là mẹ con la, mẹ kêu dì hai tắt máy về đi, gần 12 giờ đó. Cái bắt đầu mửa tắt máy để dì hai về, cái xong về vẫn còn nói chuyện điện thoại tiếp, dạ. Vẫn còn nói tiếp. Hỏi làm hai mai hàng sao mà giờ này phải còn ngồi làm. Cái nói ủa sao đi về hết rồi, còn có mình dì hai với bạn dì hai ở à. Mà bạn dì hai không có làm, bạn dì hai đứng kế bên dì hai ngó. Lúc đó chị mới sợ. Cái hỏi ủa bạn dì hai là ai đâu, ủa sao con thấy cái cô mà áo sơ mi trắng mà đứng kế bên dì hai mà ngó dì hai, hỏi đẹp hay xấu? Đẹp lắm đó nha, tóc dài. Cái chị hỏi cái ông cà phê á, đối diện công ty á, tự ổng là chủ đất ngay đó luôn mà. Cái ông nói trời ơi, thì nguyên gia đình nó 4 người chết ở trong đó đó. Vậy là có một thiếu nữ trẻ, một thiếu nữ, một em bé. Em bé là cái dòng mà chạy vòng vòng. Do chạy vòng vòng, với lại một cái người mà quặt tóc xuống, tóc dài đó, mặc nguyên bộ đồ trắng luôn. Yeah. Còn cái đứa nhỏ mà cháu của chị á, nói là sơ mi trắng với quần tây, mà là 3 người rồi. Rồi còn một người già nữa là mình nghĩ là người đó chuyên môn đứng sau lưng mình á, là làm cho mình dạ lạnh, mình rợn tóc gái nè. Giờ kể cậu còn nghe hai cái vai nghe ớn ớn. Và em cũng từng nghe nó chị, thường buổi tối người ta cấm mình, tuyệt đối là cấm mình chụp hình hoặc quay phim. Tại vì thường những cái vong linh á, họ là cái buổi tối là cái giờ của họ, như ban ngày của mình đi. Đúng rồi, đúng rồi. Là họ phái chụp hình bộ phim lắm. Khi mà buổi tối mà ai đến những nơi quanh vắng, những cái nơi quán lạnh á, mà chụp hình quay phim, thường thấy những cái bóng dáng của những cái vong linh ở trên cái tấm ảnh hoặc là trên một cái video nào đó. Bởi vì lúc đó chị đang gọi điện thoại và thấy hình đó, cho có cái này gì. Nhắc đến mình là nhắc đó là không muốn gì, giờ sợ nè. Càng nhắc càng sợ, càng nhắc càng nói á. Đúng rồi. Phải mà cái lúc đó mà cái người cháu của chị á nói thẳng cho chị ngay cái lúc nó không nói liền giờ đó đâu. Bỏ máy chị chạy luôn á. Nó không, đúng là nếu mà gan lì cỡ nào mà nó nói vậy là cũng sợ, tại vì cả công ty về hết. Công ty về hết của mình chị hả? Chị ngồi chị mai lọc cọc mà biết sao không? Nếu mà nó nói trực tiếp nghe đó, chị ơi, chị có chị nào làm cái chị mà lấy dì hai mà ai đứng kế bên dì hai người đẹp chạy liền, bảo đảm không dám ngồi đó đâu. Tự vì là cái lúc mà mấy lúc mà nghe rợn rợn người á, mình dái rồi. Mình nghĩ là mình thôi mình im xuôi mình làm không có gì thiệt. Rồi mình mai vậy không có gì hết á. Mà bảo vệ còn nói thôi chị dạng quá, có em nhát, giờ thôi em ngủ trước. Em ngủ trước, khi nào chị về chị kêu em mở cửa cho chị nha. Rồi nằm ngủ đó. Tính ra chị cũng gian. Ôi thiệt. Hay là cái xuất phát từ cái lúc đó là gia đình mình khó khăn, mình cần cái số lượng tiền chị. Theo như chị nghĩ vậy. Theo như chị nghĩ vậy, mình cố gắng làm để cố lắm mình kiếm tiền thu nhập. Với lại hơn nữa cái thằng quản lý đó nó hơi bê bê mà nó thương mấy người làm được, khả năng mình làm giỏi. Nó thường nói sao tôi chắp tay tôi lại một khối nội Cẩm tôi, bà làm như trâu như bò, 5 giờ mấy bà vô công ty 12 giờ đêm bà chưa về. Tôi nói ở đây chưa có ai mà làm vậy, bởi vì tôi cưng bả nhất, hàng bao nhiêu tôi dành cho bà làm, nó để dành cho chị làm. Mấy người khác mà kêu nó giao hàng cho nó không giao, mình chị Cẩm làm à. Tại thấy chị siêng năng á. Mà chị về nhà rồi á, hàng mà về rồi nó vẫn gọi chị vô. Nó thấy chưa, đó là nó ghẹo đó. Trong công ty là biết hết chứ, ai cũng biết hết á. Có lần nào nó có hù dọa chị không? Nó có hù dọa chị mà chị làm gì bị nhát gì không? Không, người ta thấy mình làm vậy người ta còn thương nữa. Mà có một cái mà về là dạng như ông quản gia đó, ông cũng thương lắm, ông đặt con cài không à. Trong đó không ai kêu chuyện Cẩm á, con cài, ông nói về đi con ơi, con cài quá à. Sếp nhìn camera, sếp nói là thấy con cài dữ lắm rồi, thôi về sớm 10 giờ. Mà người ta sớm là 4 giờ rưỡi, mà 10 giờ là cái sớm của con. Nghe lời bố về đi con. Mà nói dạ trước mặt chứ ra ông chạy xe rồi chị quay đầu vô. Chị nói anh Bảy mở cửa cho em vô ông làm. Rồi ông đó ông trời ơi lại luôn á. Có ai mà lì cỡ vậy không? Làm miết mai luôn. Theo em cảm nhận đến thời điểm này á anh Đồng, cũng như là chị Cẩm, xem coi em Cẩm nghĩ em có đúng không? Là qua hồi chiều bây giờ chị chia sẻ cho hai anh em của em á là 3-4 câu chuyện rồi. Yeah. Mà chị cũng từng chứng kiến, từng gặp. Yeah. Theo em đó là chị cũng có cái phần như gọi là phần căng hay phần gì đó. Yeah. Mà chị có thể là những cái vong linh người ta lại tiến gần lại chị nhiều hơn. Yeah. Mà chị có khi chị mắt chị đã thấy những cái vong linh đó. Yeah. Giống như là chị có cái phần đôi mắt đôi lúc cũng hạp những người âm sao á. Dạ. Theo chị gì đó giờ chị suy nghĩ là từ nhỏ đến lớn là chị có tình cảm nghĩ là mình gặp được những người âm, hay là linh cảm của mình là tiếp xúc người âm nhiều không chị? Dạ có chứ, tự vì á theo em từ hồi đó giờ á là bắt đầu á cả ngày là có 2 giờ nha, buổi sáng là 9 giờ là bắt đầu là ngáp cả chiền, ai cũng quở nói buổi tối không ngủ sao ngáp, nhưng mà thực chất làm về thì đâu có làm gì đâu, tắm rửa cơm nước rồi này kia xong rồi ngủ tới sáng rồi đi làm nữa, mà ngáp riết mà tới gần 11 giờ mới ngưng nha. Rồi buổi chiều á là 3 giờ là ngáp tới 4 giờ rưỡi là mới ngưng. Ngáp mà nước mắt nó chảy tuôn mà y như mình đang khóc đám rồi vậy đó. Mà nó nặng 2 cái vai nè, nó nặng 2 cái vai á, nó y như mà ai trì xuống đó. Dạ, dường như là cái này giống như là mình đi quay phim về ông bà lớn tuổi người ta nói là cũng như là có một cái dông nào để theo bên mình để độ hay là cái gì đó. Chị có từng đi xem thầy hay là có ai từng coi cho chị chưa? Có, cũng có, tại nhiều lúc mà thấy nặng vai quá với ngáp gì. Ngáp nhiều lúc ngáp mỏi miệng luôn á, ngáp mà ngáp lớn mà ngáp riết hồi mỏi miệng chịu không nổi. Cái xong cái cũng đi coi, cái nói thì cũng có cái dông theo. Đó là có dông theo mà không phải phá đâu, theo để phù hộ thôi, phù hộ độ thôi. Chị có ngại không? Có thể tiết lộ ra chút xíu về cái phần đó cho mấy em nghe thêm luôn. Không, bình thường không có ngại đâu. Em thì theo em biết á là chị mà ngáp mà nhiều á là chị đã có phần nhưng mà chưa ra căn. Tức là có người theo chị nhưng mà cái căn chưa có. Ngày xưa ai cũng nghĩ chị sẽ là người làm thầy người coi, nhưng mà thực chất không phải là thằng em. Ngày xưa ai cũng nghĩ toàn dòng họ hay là lối xóm hay là bạn bè gì em. Thấy cái trạng thái chị như vậy nói là có phần căng rồi, thế nào cũng làm à. Nhưng mà chị không làm là thằng em làm à. Cứ 9 giờ là bắt đầu ngáp riết tới 10 giờ, hiện 10 rưỡi. Bây giờ cũng còn không? Vẫn còn chứ. Vẫn còn luôn? Vẫn còn luôn. Wow. Hàng chi hồi chiều lúc khoảng từ 3 giờ đến khoảng 5 giờ là hồi nãy là chị ngáp rất là nhiều. Ừ, ngáp mà khi ngáp lớn nha, ngáp hả họng lớn. Đúng ngáp ha vậy đó, háp vậy chứ không phải là ngáp mà thì mị đâu. Ngáp dạng như la cho nó đã đó. Hồi nãy thì mấy em tưởng đâu chị cũng buồn ngủ hay gì rồi tính để cho chị nghỉ ngơi. Không có ngáp. Triệu chứng đó là có thường xuyên luôn. Có, nói chung là từ đó giờ bao nhiêu năm nay vẫn vậy đó. Dạ. Ừ. cái vụ mà cái công ty của chị, công ty cũ rồi công ty mới, nghe chị thấy rồi gỡ nó cục lên trời. Chỉ qua lời kể chuyện thôi, nhưng mà cái linh cảm của em là cảm nhận là chị đã từng chứng kiến và từng thấy như vậy như vậy. Đó là cái sự linh cảm của em là, còn khán giả xem qua clip này thì tự người ta cảm nhận về chị, tự người ta biết đúng biết sai. Đó. Cái đó thì cái tâm linh ai tin không tin thì cái đó, thì đó tùy thôi, tùy tâm. Nhiều cái nếu mà nói về chị có phần căng này là sẽ chính xác hơn, tự vì cái bệnh ngáp đó từ xưa giờ nó có giờ giấc rồi. Từ đó giờ bao nhiêu năm nay, mà khoảng hơn 20 năm rồi chứ không phải mới đây đâu. Cứ đúng 9 giờ là bắt đầu ngáp nha. Ngáp là nước mắt nó chảy đầu, chảy dài tới dây áo luôn. Tới gần 10 giờ rưỡi mới hết. Cử chiều là 3 giờ. Bây giờ ráng kìm nè, ráng kìm chứ nói là muốn ngáp mà ngáp không có được thì mị, ngáp lớn. Y như mấy người ta đang mà đang giống như người đàn ông vậy. Ngáp y như mà mình tới mình coi mấy người ta về xác, ngáp một cái vậy đó. Ngáp như vậy đó, ngáp lớn. Chị cũng nói nãy giờ gán đang kìm lại. Đúng rồi. Nãy giờ chị cũng muốn ngáp, muốn ngáp. Cái đó là chân thật, muốn ngáp dữ lắm rồi á, mà ráng kìm lại á. Thật sự là muốn đi ra ngoài để ngáp một lớn một cái cho nó đã đó. Dạ. Vậy em thấy cũng rất là cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì là làm phiền chị hôm nay thì cũng cả nửa ngày là chị nhín ra thời gian để chia sẻ những cái câu chuyện có thật tại trong gia đình của mình xảy ra những cái chuyện tâm linh, và điều đặc biệt là cái câu chuyện này là câu chuyện mình chị từng chứng kiến là mới xác thực nhất luôn á. Đúng rồi, trong cuộc đời là mình thấy ma lần đầu tiên. Thấy ma lần đầu tiên, thấy nhưng mà không có thấy rõ được cái mặt nha. Do đó thì cũng chiều chị em cũng để trả lại cái không gian cho chị để sinh hoạt cái chiều tối lo cho hai bà dì nữa. Mấy em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui tươi, làm ăn có tiền để lo cho hai bà dì của mình. Tại vì em biết là chị cũng đang kiếm tiền lo cuộc sống hàng ngày để nuôi hai bà dì của mình nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cao Hớn mình xin cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi một clip về chị Cẩm đã chia sẻ những cái câu chuyện tâm linh rất là hay và có thật. Cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều ạ.